Good morning, Vietnam, America. Cảm ơn quý khán giả vẫn còn với đài VN TV. Trước khi tiếp tục chương trình phần thời sự cùng kỹ sư đó, dự điện của đài đáp lịch trong núi cho phép chúng tôi một lần nữa giới thiệu một vài cơ sở đã bảo trợ đặc biệt cho chương trình này. Odyssey Israel là một văn phòng uy tín lâu năm, đã được sự tín nhiệm thương yêu của đông đảo quý thân chủ, quý đồng hương. Odyssey Israel có bán đủ loại bảo hiểm như bảo hiểm nhà, xe, thương mại, quốc cơ khơm, bảo hiểm nhân thọ và các loại bảo hiểm khác. Richard Thụy Ngô xin hân hạnh phục vụ quý đồng hương. Mua nhà mới để ở, mua nhà cũ bán lại kiếm lời, hay đầu tư hoặc cần tài trợ địa ốc, hãy gọi cho nghệ sĩ Philip Nam, trên 32 năm được khách hàng tín nhiệm và yêu thương. 909-576-1934. Cảm ơn quý cơ sở thương mại và tin rằng quý khán giả tiếp tục ủng hộ cho tất cả những cơ sở quảng cáo cũng như bảo trợ cho đài VN TV của chúng ta. Kính thưa quý khán giả, tin số 3 ngày hôm nay, kỹ sư Như Điền và chúng tôi sẽ phân tích về tội ác chiến tranh của nước Nga không thể chối cãi được. Tin số 3 đó, Peter. Xin mời kỹ sư Đỗ Như Điền. Vâng, thưa anh Du Miên và như quý khán thính giả đã thấy đó, thì trong khi mà quân Nga rút đi thì những cái nơi mà họ chiếm đóng gần phía tây của thủ đô Kiev đó, thì họ đã để lại những cái chứng tích của cái sự tàn nhẫn và vô nhân đạo mà có thể kết tội gọi là tội ác chiến tranh và có thể đưa đến cái tội gọi là diệt chủng nữa. Bởi vì nguyên trong thành phố này thì người ta đã tìm được hơn 400 người bị giết, ở trong ấy có những cái mộ chôn tập thể và có những cái dấu tích của tra tấn, kể cả con nít, người lớn và phụ nữ, kể cả những xác người phụ nữ chết mà trần truồng, chứng tỏ rằng họ đã bị hãm hiếp trước khi bị giết. Và mặc dù phía Nga đã đổ tội cho đây là cái việc làm của quân lính Ukraine, nhưng mà điều đó hoàn toàn vô lý, là vì những cái chứng cứ nó quá rõ ràng và người ta đã thu được cả những cái âm thanh của những cuộc trao đổi trong nội bộ của quân Nga khi mà họ làm những cái công việc tàn sát người dân như vậy. Bây giờ thì ngay cả cái khi mà bà chủ tịch Âu Châu đó đã tới và tới thăm cái thành phố Buka đó, thì đã nhìn tận mắt những cái gì mà thảm hại đó. Do đó bây giờ cái hồ sơ, mở ra cái hồ sơ để mà truy tố tội ác của Putin cũng như của Nga, thì đó là một cái việc mà thế giới đang quan tâm. Bên cạnh đó, một thành phố khác nữa còn thì người ta nói còn thê thảm hơn, là bây giờ chính quyền Ukraine và các cái cơ quan quốc tế đang tìm cách để thu thập lại tất cả những chứng cứ đó để mà đưa ra cái tòa án quốc tế. Tất nhiên là đưa ra tòa án chỉ là một hình thức thôi. Cái quan trọng là phải trừng phạt Nga như thế nào, bằng cách thứ nhất là phải có cái biện pháp có thể là bắt buộc Putin phải ngưng chiến hoặc là cách nào đó thì mới được. Còn bây giờ những cái tòa án quốc tế thật sự ra nó cũng chỉ có tính cách biểu trưng, chứ nó không có cái gọi là những cái sự trừng phạt mà quyết liệt được. Thì đây là một cái chuyện mà đang xảy ra ở Ukraine, và chẳng những ở những cái thành phố gần Kiev, tức là thủ đô đó, mà những thành phố như là Kharkiv hay là đặc biệt là Mariupol, là những chỗ mà bây giờ bị tàn phá gần như bình địa, và người dân tiếp tục còn đang chết, cũng như là cái cuộc pháo kích vào cái trạm xe lửa mà 4.000 người đang chờ để được di tản đó, và hỏa tiễn đã rơi xuống và làm chết 52 người cùng với 119 người, nhiều người khác nữa. Thì đây là những cái quá rõ ràng. Thí dụ như cái cuộc
pháo bằng hỏa tiễn tới cái ga xe lửa đó, thì ở trên đài của Nga đã thông báo hoan hỷ rằng là chúng ta đã bắn trúng một cái đoàn công qua của Ukraine. Thì đúng một giờ sau, cái thông tin đó lật ngược lại, bởi vì họ đã họ khi mà họ thông tin đó thì họ không ngờ rằng cái hỏa tiễn đó đã rơi trúng cái ga xe lửa. Do đó những cái chuyện này không thể nào mà Nga Xô có thể chối bỏ cái trách nhiệm được. Vì những cái chuyện này, do đó về phương diện tinh thần đó, thì càng ngày Nga Xô càng mất chính nghĩa, và cái cuộc chiến đó trở thành một cái cuộc chiến phi nghĩa, và cả thế giới bây giờ hướng về Ukraine và lên án Nga. Thì đó là cái mặt trận tuyên truyền và mặt trận chính trị, thì rõ ràng là Nga đã thất bại rất nhiều trong cả những cái mặt trận đó rồi, chỉ còn có mặt trận quân sự. Và nếu bây giờ thế giới yểm trợ cho Ukraine để mà họ giữ vững được và đánh bật được Nga ra khỏi cái vùng phía Nam nữa, thì coi như là Nga sẽ thất bại. Thưa anh Yumin. Vâng, bây giờ đến cái tin số 4, tin này hấp dẫn, rất là hấp dẫn. Tại vì khi mà thất bại trong cái đợt đầu nước Nga xâm lược Ukraine, Putin đã thay tướng, tức là thay tướng tư lệnh của cái đoàn quân xâm lược này bằng một tay tướng lãnh mà có kinh nghiệm ở chiến trường Syria để giúp cho Assad và thắng được Mỹ ở trong cái chiến trường đó. Bây giờ hy vọng rằng Putin hy vọng là tay tướng này sẽ quấn tơi bời hoa lá Ukraine và dằn mặt Mỹ chăng? Tin số 4, Peter xin mời anh Đỗ Như Điện. Vâng, cái điều lạ lùng mà cho chúng ta thấy là chưa một cái trận chiến nào mà trong một tháng mà bên phía tấn công đó mà lại mất đến 7 tướng chỉ huy, thì đó là một cái sự thảm bại chưa từng thấy ở trong cái lịch sử chiến tranh mà tôi nghiên cứu tôi thấy đó. Thì đây là một cái điều lạ lùng. Vì vậy mà Nga bắt buộc phải xét lại cái cách hành quân cũng như là cái cấp chỉ huy. Phải chăng cái cấp chỉ huy mà Putin tin tưởng đó đã bị loại khỏi vòng chiến, vì vậy mà Putin đã phải đưa một tướng khác. Ông này là đã có thành tích ở Syria, tức là có kinh nghiệm chiến trường và đã thành công ở cái mặt trận Syria. Nhưng mà khi đưa ông này về để thay thế cái tư lệnh để chỉ huy cái mặt trận để đánh vào trong những ngày tháng tới, trong những ngày tới, trong tuần tới đó, thì chúng ta cũng chưa chắc là có thể thay đổi được cái cục diện. Bởi vì quan trọng nhất là cái tinh thần chiến đấu của quân đội Nga cho thấy rằng ngay bây giờ đó Nga đã phải điều động đến quân đi quân dịch ở Việt Nam mình đơn giản như vậy đó, để tung vào mặt trận. Thứ nhất, thứ hai đã Nga đã phải đưa chính quyền quân tình nguyện lính đánh thuê vào. Thứ ba nữa đó là phải bây giờ không còn đủ cái quân tinh nhuệ, bởi vì nếu mà rút hết các cái quân ở các vùng khác về đó thì sơ hở ở những vùng khác, thành ra Nga đã đưa thêm quân vào. Trong khi ấy đó thì bên phía Ukraine cái tinh thần chiến đấu càng lúc càng cao, bởi vì thứ nhất là tinh thần tự vệ, thứ hai nữa đó là họ chiến đấu bằng cái tinh thần mà bảo vệ cái quyền tự do của họ. Do đó cái tinh thần chiến đấu nó khác hẳn. Vì thế mà tướng giỏi đi nữa chưa chắc đã có thể thành công được, bởi vì còn cái tinh thần chiến đấu của lính nữa. Cái lạ lùng là trong các cuộc hành quân như vậy đó thì tướng rồi nó còn xuống tới những cái đơn vị trung gian, rồi đến đơn vị sau cùng là đến cái tiểu đội, thì đó là những cái người mà chỉ huy mới trực tiếp ngoài mặt trận. Trong ấy Nga chết tướng chia lìa hết, thì tôi nghĩ rằng là chưa chắc ông này đã thọ khi mà đánh vào. Do đó tôi vẫn tin rằng là dù mà mở hai tuần tới mà mở ra những cuộc chiến đẫm máu đi nữa đó, thì cái phần thiệt hại chắc là Nga sẽ thiệt hại nhiều hơn, mặc dầu cái số bom đạn của Nga thì quá dồi dào và họ bắn bừa bãi vào người dân và họ dùng người dân làm cái lá chắn, thì cái chuyện đó chắc chắn rồi. Chứ họ lùa người dân qua phía đông, tức là qua
lãnh thổ Nga đó, để mà dùng cái người dân đó làm cái bia đỡ đạn thì cũng có thể là cái âm mưu đó. Do đó tôi nghĩ rằng cái ông tướng này mặc dầu được tin là sẽ thay đổi cái cuộc diện cuộc chiến, nhưng mà không chắc đâu, thưa anh Dương Miên. Vâng, thưa anh, bây giờ thì để thay đổi một chút xíu là chúng ta sẽ qua một cái chuyện vừa rồi ở bên Liên Hiệp Quốc, bên Hội đồng Nhân quyền họp để bỏ phiếu trục xuất nước Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Thì nước Cộng sản Việt Nam theo chân mẫu quốc đàn anh Trung Cộng bỏ phiếu chống lại cái quyết định mà của cả thế giới, 2/3 Hội đồng Nhân quyền thế giới lên án, Việt Nam cũng phải ngã theo tàu để ủng hộ Nga. Xin mời anh. Vâng, như quý vị biết là cho đến từ khi mà Nga tấn công vào Ukraine đến nay đã có 3 cái cuộc bỏ phiếu. Cuộc thứ nhất là cuộc bỏ phiếu lên án Nga thì có 141 phiếu lên án Nga. Trong khi ấy thì Việt Nam là bỏ phiếu trắng. Rồi cái lần bỏ phiếu thứ hai là bỏ phiếu gọi là bắt Nga phải chấm dứt chiến tranh, đòi Nga chấm dứt chiến tranh, thì có 140 phiếu thuận như vậy thì Việt Nam cũng bỏ phiếu trắng. Đến lần vừa rồi thì hội bỏ phiếu lần thứ ba là trục xuất Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, thì lần này chỉ có 92 nước là bỏ phiếu thuận theo cái cách trục xuất. Trong khi ấy thì hơn 50 quốc gia đó, một phần bỏ phiếu trắng, một phần bỏ phiếu chống lại cái đó, thì cái phiên chống đó kỳ này là Việt Nam. Thì đây là một cái chuyện quái gở, và như vậy đó là Việt Nam bỏ phiếu theo cái khuynh hướng của những kẻ độc tài, tức là bỏ phiếu theo tàu và bỏ phiếu theo Nga. Do đó những nhà bình luận thì họ cho rằng Việt Nam đã đi một nước cờ hết sức sai lầm. Trong khi ấy đó thì ngay cả Myanmar, tức là Miến Điện đó, là bỏ phiếu theo cái khuynh hướng là chống Nga, rõ ràng chống đàng hoàng chứ không có bỏ phiếu trắng. Thế thưa anh, là thưa anh, sẵn dịp này thì anh cũng có thể cho một cái bình luận khi mà Cộng sản Việt Nam đã chính thức, Peter lấy cho tin số 13, chính thức muốn ứng cử chủ tịch Hội đồng Nhân quyền, thì cộng đồng Việt Nam của mình có chặn được không, thưa anh? Vâng, đây là một cái chuyện mà chúng tôi đã, trong mạng lưới nhân quyền đã họp và làm việc với nhau từ rất là lâu rồi. Thì Việt Nam đã từng là thành viên trong cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc có 47 thành viên. Thì trước đây Việt Nam cũng đã được lọt vào rồi. Lọt vào là vì cái ảnh hưởng và cái cách thức họ sắp xếp. Thí dụ như kỳ này là có 5 ghế dành cho Á Châu, thì nước này nhường nước kia, và họ thấy ở Việt Nam là nước lớn thì để cho Việt Nam vào. Và người ta lý luận một cách rất là đơn sơ là khi vào trong ngồi trong Hội đồng Nhân quyền đó thì anh cũng phải cải tiến cái nhân quyền ở trong nước của anh. Nhưng ngược lại nó hoàn toàn không phải như vậy. Việt Nam chỉ dùng cái ghế trong Hội đồng Nhân quyền để mà che lấp những cái vi phạm nhân quyền rất là mất chảy, rất là nghiêm trọng ở trong nước, chứ không thật sự không có thay đổi gì về nhân quyền ở Việt Nam hết, và càng ngày họ càng vi phạm một cách gọi là tinh vi hơn. Thì lần này họ đã nhắm cái chuyện mà ứng cử vào cái chủ tịch Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025. Do đó tôi nêu ra vấn đề này để mà tất cả các tổ chức của người Việt vận động cho nhân quyền ở hải ngoại này, để có một cái cách thức vận động rộng rãi thế nào để không cho Việt Nam có thể ứng cử, và nếu ứng cử đi nữa thì cũng không đủ số phiếu. Đây là một cái việc làm hết sức là khó khăn, là vì hai cái nước lớn mà có cái ảnh hưởng trong những cái vùng Á Châu cũng như Nam Mỹ và Phi Châu đó, đặc biệt là Phi Châu đó, là những cái nước đã chịu ảnh hưởng của Nga và của Tàu, nhất là của Tàu. Thì những cái nước đó vì đã có cái mối liên hệ về ăn chịu với Tàu, do đó họ sẽ bỏ phiếu thuận theo cái ý muốn của Tàu. Chứ thật sự họ cũng chả biết Việt Nam là cái gì và cũng chả quan tâm gì tới Việt Nam, nhưng mà họ bỏ phiếu theo cái
sự vận động của Nga và của Tàu Thương Nhân Viên. Do đó đây là một Việt Nam hết sức khó, nhưng mà chúng ta cũng phải làm thôi. Phải làm đến nơi đến chốn thì họa may mới ngăn chặn được. Và khi ngăn chặn được thì các cái nước làm ăn buôn bán Việt Nam như là Âu Châu và đặc biệt Mỹ phải đặt vấn đề nhân quyền và đưa vấn đề nhân quyền vào những cái điều kiện để làm ăn buôn bán thì mới được. Chứ còn thì nói không thì vô ích đối với Việt Nam, thưa như biết. Vâng, thưa, cái chuyện này là chuyện cần phải làm. Và chúng tôi mong rằng các anh làm bất cứ cái chuyện gì, cho dù chưa tới cái lúc mà anh lên đài, anh cũng gửi cho chúng tôi để chúng tôi loan báo ở trên đài để vận động các đoàn thể tổ chức trong cộng đồng của chúng ta nhé. Cảm ơn anh. Chúng tôi sẽ nghỉ một vài phút cho đài quảng cáo. Sau phần quảng cáo, chúng tôi sẽ quay trở lại cùng quý vị. Good morning, Vietnam.